Hello Hoàng Dũng 091 xin chào đến tất cả mọi người cùng các anh em chiến hữu nha Thì hôm nay mình chia sẻ với tất cả mọi người về cái ứng dụng Zalo nha mọi người Thì cái app Zalo này thì đã từ lâu trong tất cả mọi người chúng ta Ai cũng đều biết là gọi điện nè, nhắn tin nè, rồi gọi video nè Nói chung là rất phổ biến nha mọi người Thì bây giờ hôm nay mình chia sẻ với tất cả mọi người cùng các anh em chiến hữu về cái mẹo này nha mọi người một cái tính năng mà cái mẹo này cũng rất hay nha mọi người thì cái tính năng này ai biết rồi thì thôi ai chưa biết thì ta làm nha thì bây giờ ta mở Zalo lên nè thì thường thông thường á ta mở Zalo lên á thì những cái tin nhắn những cái tin nhắn của bạn bè nó đều nó nằm ở trong đây hết đó ở đây là danh bạ nè khi ta mở Zalo ra đó, đó đây là danh bạ còn ở đây là tin nhắn thì bây giờ bây giờ mình nói về cái tin nhắn thì trong đây mọi người không muốn bất kỳ ai xem một cái tin nhắn của mọi người trong đây à, thì thực sự thông thường á là bây giờ ta lấy tay ta đè vào nè thì sau khi mà mọi tin nhắn của mọi người xong ta xóa trò chuyện nhưng mà xóa trò chuyện ở đây là ví dụ mình lít vào thử nè xóa trò chuyện xóa lít vào xóa nè thì khi xóa trò chuyện á thấy không là những cái tin nhắn gì của mọi người từ trước nó bị mất hết nó bị mất hết nó, hủy nó đi nó bị mất hết nó không còn lại nữa nha mọi người thì bây giờ muốn lưu lại cái tin nhắn muốn lưu lại cái tin nhắn của mình với bạn từ lúc trước mà không ai xem được mà không bị xóa thì ta chỉ vào đây ví dụ như anh nguyễn hải này ví dụ ha đó, anh nguyễn hải này ta lấy tay tay để vào nó có hai cách ha thì bây giờ ta vào đây là ẩn trò chuyện nè đó, ẩn trò chuyện này nha đó, ta ẩn lại thì bây giờ sau khi lít vào đó thì ở đây cái gia lô đưa ta đến đó, là buộc ta phải tạo cái password bắt buộc có nghĩa là mật khẩu nha mọi người ví dụ mình nhập là bốn số một hai ba bốn đó đã ẩn xong đó. thì cái anh đã không còn nữa thì bây giờ nếu mà ví dụ chẳng hạn như cái danh bà ta lưu thì ta biết rồi đúng không cái danh bà ta lưu người nào thì ta biết rồi ví dụ như mình mà muốn nói chuyện với cái, cái anh mà mới ẩn là nguyễn hải đó thì ta lít vào đây thì là không thấy, thấy không? mọi người không thấy cái anh nguyễn hải đã bị biến mất tiêu thì ta lít ta đưa nè lên cái kính lúp này nè ta ghi chứ ta ghi nguyễn hải thì ta ghi đó ta viết cái danh bà đó thì mọi người chỉ viết vài từ lúc đầu thôi thì nó ra sẽ ra nghiên hải nè thì bây giờ bắt đầu mọi người vào thì sau khi vào rồi mọi người nhập lại cái bắt của mọi người nhập là bao nhiêu đó thì nó ra là ta trò chuyện thôi rồi bây giờ muốn lấy lại ha muốn lấy à muốn lấy lại nghiên hải này cho nó nó hiện lên thì ta lấy vào đây thì bây giờ ta cuộn lên đây ta mở ra là ổn trò chuyện đã đã đã, đã mở nè ta tắt nó đi Đó, hiện nè thì bây giờ anh Nguyễn Hải này nó sẽ có lại nha mọi người đó, anh Nguyễn Hải Hải nó có sẽ có lại thì nó có hai cách để mọi người ẩn nó nha thì chẳng hạn như ví dụ như tao vào trang của anh Nguyễn Hải xong tao vào đây cũng được nè đó vào ba gạch này nè click vào thì ta cuộn lên đó, ở vào đây ở đây cũng có ẩn trò chuyện nè tao ta bật lên rồi ta nhập bắt quần là 1, 2, 3, 4, một hai ba bốn lấy ví dụ đó, rất là đơn giản nha mọi người đã ẩn trò chuyện với Nguyễn Hải thấy chưa đó, đã ẩn trò chuyện với Nguyễn Hải rồi xong ok đó thì bây giờ mọi người thấy sau khi mà ví dụ như ai cầm cái máy của mọi người lên đó là ta không xem được cái, những cái, cái, cái bí mật tin nhắn gì ở trong zalo của mọi người nhé đó ví dụ như ta mở zalo ra rồi anh nguyễn hải nó bỏ mất tiêu rồi ta đâu thấy cái anh nguyễn hải đâu đâu thấy gì ví dụ như mình ẩn tiếp anh gia bảo nè ví dụ mình ẩn tiếp mình mở trang của anh gia bảo ra ta vào đây cũng được ta vào đây đó ta cuộn lên ta vào đây nha ta cuộn lên nha nó ẩn trò chuyện nè ta lít vào rồi bây giờ ở đây ta nhập bắt quật nè 1, 2, 3, 4 Ta đặt bắt quật sao cũng được Đó mọi người thấy anh Gia Bảo Cũng mất tiêu đó. Thì như vậy thì Nếu có ai nhở cầm cái máy của mọi người lên Thì ta không biết được không? Thì cái người ấy không biết được trong cái máy của, của của mọi người những cái tin nhắn bí mật như thế nào thì ví dụ chẳng hạn như anh gia bảo thì ta muốn lấy lại anh gia bảo để ta trò chuyện thì ta lít vào đây thấy không? thì ta ghi gia bảo nè gia thì nó sẽ lòi ra bảo ghi một hai từ ở ở đầu thôi đó thì ta lít vào rồi ta nhập bắt buộc, rồi ta trò chuyện thôi, rất là đơn giản nha mọi người. đó còn khi ta muốn anh giao bảo mà hiện ra lại, đó thì ta tắt cái này đi, đó hiện, đơn giản thế mọi người, quá đơn giản. thì bây giờ nè đó, ta mở ví dụ như cái ai cầm cái máy mọi người lên, ta mở ra, người ta mở Zalo ra, đó. hồi nãy anh Nguyễn Hải á, là mình đã ẩn rồi, không có nè, thấy không? đó dự bảo mình mới mở ra lại thì bây giờ nè bây giờ nếu mà ví dụ như mình mình muốn trò chuyện với anh Nguyễn Hải thì ta lướt vào đây đó, rồi bắt đầu ta đánh một hai từ gì thôi tại cái danh bạ mình lưu mình biết mà đó chỉ còn anh N R là nó loại ra Nguyễn Hải đó, rồi ta nhập bắt rồi bắt đầu ta trò chuyện ta gọi điện cũng gì đó còn bây giờ ta muốn anh, anh Nguyễn Hải á mà hiện ra lại đó rồi đây nè hiện À, bây giờ thoát ra nè anh Nguyễn Hải nó ra thấy mọi người đó thì mọi người thấy chưa thì ví dụ như mọi người ai cầm cái máy của mọi người lên là không thấy một cái cái tin nhắn hoặc là cái bí mật gì trong Zalo của mọi người nha đó rồi bây giờ còn thêm một cái tính năng nữa ha? ta vào Zalo nè bây giờ ta vào cái trang cá nhân của mình nè đó, trang cá nhân của mình là ở đây nha có cái hình mặt người này ta lít vào thì ở đây nè đó mọi người đây là cái mã qr này nghe ngồi mọi người ta lít vào Rồi, bây giờ mọi người chỉ chụp ha, chụp hình cái mã qr này, chụp hình cái mã qr này mọi người gửi sang cho người khác. Ha. Ví dụ như mình chụp hình nha mọi người, mình chụp hình nè, Rồi, ví dụ như mọi người chụp hình mọi người gửi sang cho người khác, thì khi đó ha, để mình thoát zalo ra lại nha. Thì khi mà mọi người ví dụ như hỏi zalo của mình, ha, thì mình chỉ chụp hình, chụp hình đó mình đưa sang, thì người ta quét cái mã qr đó, à, quét mã qr đó thế là xong. Ví dụ đây, mình vừa chụp hình cái zalo này nha. Thì bây giờ Mình mở tiếp cái Zalo khác ra nè à, Bây giờ mở cái cái Zalo này Đó bây giờ bên, mình gửi sang cho cái máy bên kia rồi nha Thì cái máy bên kia mở cái Zalo ra nè Đó, Rồi ta mà vào, cái chỗ nè Vào chỗ mã QR nha Ta tích vào Đó thì ở đây Ví dụ mình gửi sang thì máy ở bên này nó hỏi nè Thì ví dụ mình click vào ảnh có sẵn nè Nha đó, Thì sau khi click vào ảnh có sẵn á Thì đưa tao đến bộ siêu tập Thì ta chỉ việc ta tích vào cái ảnh nè thì tự động Zalo nó quét thôi, tự động Zalo nó quét và để nó, nó, nó à, mọi người thấy chưa? tự động Zalo nó quét nó kết bạn, bây giờ à, mọi người thấy chưa? ok chưa? thì ta không cần, ta, ta không cần ta đọc số điện thoại ví dụ như bên kia nó hỏi ở à, Zalo của mày số bao nhiêu, không cần đọc số điện thoại cũng được, chỉ có ta có cái mã qr sẵn, ta có, ta chụp cái mã qr sẵn ở trong cái, cái bộ sưu tập của ta, thì bên kia cần, bên kia là ta gửi cái, đây nè đây thì mã qr mình mới chụp bên kia đây thì ta chỉ cần, không? ta chỉ cần ta chụp cái mã qr này, không? ta gửi sang bên kia à, là dò thế là xong nha mọi người. đó đơn giản là thế. và rồi ok video chia sẻ của mình đến đây cũng đã kết thúc. đó chỉ hai cái mẹo nhỏ đó một tí xíu mình chia sẻ về zalo cho mọi người nha. hai cái đó nó nó rất là đơn giản nha mọi người. nhưng mà ví dụ như nếu có trong tất cả mọi người chúng ta nếu ai không biết thì cái tin nhắn và những cái bí mật tin nhắn của ta là ví dụ như vô tình một người khác cầm vào cái máy của ta thì những cái tin nhắn là đó đó thì đây là những cái tin nhắn của mọi người nằm trong đây ấy, là ví dụ như là người ta đều biết hết nè. thì bằng cái cách đó là mọi người không bao giờ biết đó chẳng hạn như ví dụ nè là mình vào trang của anh Nguyễn Hải nè nè thì ta vào đây cuộn lên đó. trò chuyện nè rồi mọi người chỉ đặt password không một hai ba bốn ví dụ ha đó rồi anh Nguyễn Hải ăn mất tiêu thấy chưa đó ok chưa mọi người rồi và bây giờ mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại nha. Đó ta chỉ ẩn tin nhắn thôi chứ không có xóa cuộc trò chuyện. Là ví dụ như mình làm một lần nữa nè. Đó, xóa cuộc trò chuyện là khi mình xóa cuộc trò chuyện thì tất cả những cái tin nhắn gì à, lúc trước những cái quá khứ là nó sẽ mất hết nha mọi người. Ta chỉ ẩn lại là thế là xong. Ta ẩn lại là ta giữ được những cái tin nhắn gì lúc trước bạn bè và người thân gì đó nhắn cho ta là ta đều xem được hết còn ta xóa đi, xóa cuộc trò chuyện là ta xóa thì tất cả nó đều mất hết nha mọi người. Ok.